Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo trong 10 tháng đầu năm 2024 đạt gần 7,8 triệu tấn, thu về 4,86 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mức 4,67 tỷ USD của cả năm 2023. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 626,2 USD trên 1 tấn, tăng 12%. Dự báo xuất khẩu gạo cả năm nay sẽ đạt trên 8 triệu tấn và kim ngạch có thể vượt 5 tỷ USD. Cà phê cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về giá trị. Xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn, thu về 4,57 tỷ USD. Mặc dù sản lượng giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị lại tăng tới 40% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 57%, đạt 3.981 đô la Mỹ trên một tấn. Nhiều thị trường tăng cường nhập khẩu cà phê Việt Nam, đặc biệt là Philippines và Malaysia. Dự kiến, xuất khẩu cà phê năm nay sẽ đạt 5 đến 5,1 tỷ USD. Rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,16 tỷ USD, tăng 560 triệu USD so với cả năm 2023. Sầu riêng tiếp tục là ngôi sao với kim ngạch hơn 3 tỷ USD, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 4,5 tỷ USD, tăng 38%. Hiệp hội rau quả Việt Nam, VN Fruit, Dự báo xuất khẩu rau quả năm nay có thể đạt 7,2 đến 7,5 tỷ USD. Ba mặt hàng nông sản trên là chủ lực trong nền nông sản Việt Nam ghi nhận kết quả xuất khẩu ấn tượng. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, đây là một năm thuận lợi lớn cho ngành rau quả, đặc biệt nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Theo ông, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều sản phẩm đặc sản độc đáo, chất lượng tốt mà các nước khác không thể sản xuất trái vụ. Sự bùng nổ của sầu riêng tại Trung Quốc đã tạo ra một bước ngoặt lớn Tôi tin rằng xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt mọi dự báo và cán mốc 7,5 tỷ USD, một kỷ lục mới từ trước đến nay. Với gạo Việt Nam, các phân khúc đa dạng hơn đã giúp sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Mặc dù Ấn Độ vừa gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, phân khúc cao cấp của Việt Nam vẫn giữ mức giá cao và ổn định, mang lại lợi thế cạnh tranh. Xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp hướng tới 61 tỷ USD. Nguyên nhân khiến các nông sản này thu về trị giá cao là do giá xuất khẩu cải thiện mạnh trong đó giá cà phê xuất khẩu bình quân 10 tháng qua ước đạt 3.981 đô la mỹ trên một tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều thị trường đều tăng mua cà phê Việt, như Philippines và Malaysia có cùng mức tăng gấp 2,2 lần so với năm 2023. kịch bản gần như chắc chắn xuất khẩu cà phê trong năm nay sẽ cán mốc 5 đến 5,1 tỷ USD. Ngành rau quả cũng đang trên đà tăng tốc xuất khẩu mạnh mẽ kéo dài liên tiếp 2 năm nay. Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng đóng góp lớn nhất, mang về hơn 3 tỷ USD trong 10 tháng, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các sản phẩm khác như chuối, xoài, thanh long và sản phẩm chế biến cũng góp phần quan trọng. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu rau quả Việt Nam với 4,5 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ 2023. Các thị trường như Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với mức ở hai con số. Hai tháng còn lại của năm 2024, xuất khẩu gạo vẫn thuận lợi nhờ giá tốt và nhu cầu nhập khẩu tăng từ một số thị trường lớn như Philippines, Indonesia. Dự báo ngành gạo có thể đạt doanh số xuất khẩu hơn 5 tỷ USD trong năm nay. Như vậy, ba nhóm nông sản tỷ USD này có thể đạt doanh thu 17,8 đến 18,3 tỷ USD, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 60 tỷ USD của toàn ngành nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến dự báo xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm nay có thể đạt kỷ lục 60 đến 61 tỷ USD. Riêng xuất khẩu rau quả có thể vượt 7 tỷ USD, còn gạo và cà phê dự kiến vượt 5 tỷ USD.